Ngoài trời đã mưa rồi mọi người. Ngoài trời đã mưa. Đó, ở trong này chỉ còn lại bãi chiến trường. Và Fatima chỉ còn một mình Fatima đang ăn. Đó, Fatima ăn ngon không? Ngon lắm à? Ở đây có... Ôi rồi ôi. Cô mê tu đù nhá. Nào tia ra. Đó, vẫn còn mình Fatima thôi, để Fatima ngồi ăn một mình nhá. Nhà mình sẽ phải đợi tạnh mưa mới về được. Bây giờ ăn no rồi, bây giờ phải đi ra ngoài làm việc. Essa jimboa comprida que está crescendo de onde? Vamos lhe deixar sair semente para espalhar um canteiro, já? Qual é? Qual é a jimboa? Essa jimboa é bem especial. Essa é a jimboa que dá para o calulu. Qual é a jimboa? Essa. É, essa não está boa. Essa é bem boa. Vamos arrancar. Nhà mình có rau rẻ đúng không? Có rau rẻ đúng không? Vou arrancar, vou meter ali. Só para ter semente, ela. Vamos que plantar que jimboa de vermelho. Vermelha? Vermelha. Aqui tem. É qual é tipo? Ele vai sair que é tipo sangue. Oh. Uhum. Chega como assim? Não. Aqui tem vermelha, mas até me passa. Não, é que ali não é... Bem grosso o pau aqui. Aquela ali é que não anda muito a utilizar. Vừa mới ăn xong là Maria bây giờ sẽ ra tỉa rau để cho bác sĩ về. Đấy. Então, espera ainda, está suva muito. Quando quer parar do suva ainda? Ficar pouco baixo. Đây, đi vào đi. Đó, ngoài trời thì đang mưa rồi mọi người, mưa rào nhá, mưa rào rất là to. Các bạn đang hứng nước để dùng cho trong nhà. Bây giờ nước thì khá là nhiều đấy. Hội trẻ con ăn no rồi, bây giờ có sức để mà nghịch ngợm ở trong nhà này này. Nghịch ngợm, đấy, party bắt rồi, mỗi đứa một góc, mỗi đứa một góc. Quỳ con thích cái mưa. Yeah,
Vậy trời vẫn mưa mọi người ạ. Sunny bây giờ sau một hồi đã ngủ dậy rồi. Maria đang lấy đồ. Maria đang rửa đĩa để lấy đồ cho Max và Sunny ăn tiếp mọi người. Còn anh Quyết đang kiểm tra lại đèn rồi các thứ của nhà các bạn ấy. Maria, Fatima thì vui hết chỗ nói. Fatima hôm nay còn thích đi trêu người khác nữa cơ. Đấy. Maria đang đi lấy thêm đồ ăn cho Sunny. Takantake, Fatima. Mọi người thấy là Maxi bây giờ lớn rồi vẫn đang học đếm nha mọi người nha. Sunny bây giờ sẽ ăn tiếp. Maxi pode contar já? Maxi ainda não conseguiu contar? Dois, quatro, ok, seis, sim, oito, ok. Tá bem, thôi trời, được rồi. Maxi bây giờ đang mới đang tập đếm. Sau làm cho các bạn ấy làm cái que tính giống ở Việt Nam mình ấy. Cho học đếm anh ạ. Lớn thế rồi vẫn đang học đếm. 12, đúng rồi, đô dưới 12. Ôi trời, đã ngớt ngớt mưa, mình sẽ phải về thôi. Rồi, tạm biệt mọi người nhá. Tạm biệt mọi người. Nhà mình sẽ phải đi về thôi. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt mọi người nha, tạm biệt, tạm biệt. Fatih ơi, Fatih. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt mọi người nha. Ok.